Ngày 28 tháng 3, Mỹ cho biết đã thông báo với Nga về việc ngừng chia sẻ dữ liệu về các lực lượng hạt nhân chiến thuật của mình sau khi Nga tạm dừng hiệp ước hạt nhân New START vào cuối tháng 2 vừa qua. Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết việc Nga tạm dừng hiệp ước New START là trái với pháp lý, nên Mỹ được quyền giữ lại các dữ liệu về hạt nhân. Biện pháp đáp trả này có thể được rút lại tùy theo sự tuân thủ của Nga với các nghĩa vụ trong hiệp ước. Theo thỏa thuận về việc chia sẻ dữ liệu về các lực lượng hạt nhân, Mỹ và Nga sẽ cập nhật dữ liệu hai lần mỗi năm, bao gồm số lượng đầu đạn, phương tiện phóng từ đất liền, máy bay và tàu ngầm. Bên cạnh đó, mỗi báo cáo cũng phải nêu rõ số phương tiện và đầu đạn tại mỗi căn cứ. Hiệp ước New START được ký vào năm 2010 và sẽ hết hạn vào năm 2026, trong đó giới hạn số đầu đạn hạt nhân chiến thuật mà mỗi nước có thể triển khai không quá 1.550, còn số phương tiện phóng không quá 700.